và cổ ngữ văn phòng bảo hiểm Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh và các bạn trong những buổi để hướng về các trung học và tham gia đăng ký đi học tập tại các ngành nghề đào tạo của học viện Kinh quốc tại Đài Loan. Thay mặt cho công ty đầu tư, tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc cái buổi hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. Báo cáo các vị đại biểu, các bạn học sinh. Về giới chúng ta ngày hôm nay thì có về phía trung tâm quân đội nghề nghiệp thường xuyên, xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Hải Dương, bí thư đảng ủy, giám đốc trung tâm. Cô giáo Đỗ Thị Hà, bí thư đoàn thanh niên. Xin trân trọng giới thiệu các bạn. Về phía học viện Kinh quốc, xin trân trọng giới thiệu với các bạn có sự tham gia của thầy Giang Trí Dân và thầy Trang Gia Lâm, là giáo viên của học viện Kinh quốc. Mr. Trang Chu Vi. Mr. Trang Chu Vi. Mr. Trang Gia Lâm. Để cái buổi hội nghị diễn ra thành công thì xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và các bạn học sinh chúng ta giữ chân được và chúng ta sẽ trao đổi nhanh. Sau đây xin phép mời các thầy giáo và đại diện cho ban tuyển sinh của Học viện Kinh quốc ở Đài Loan lên giới thiệu sơ bộ về nhà trường, công tác tuyển sinh của nhà trường. Và chúng ta sẽ có rất ít thời gian bởi vì các thầy rất là bận, cho nên sau đó thì có vấn đề gì các bạn có thể triển khai lại với cán bộ nhân viên của công ty. Xin trân trọng kính mời thầy. Xin chào, ni hao. Thank you.